Mình nghĩ là mình gieo nhân bây giờ phải gánh trọn Thì người đó không thể an lạc Mà người đó phải nghĩ rằng Tôi đã gieo nhân Nhưng cái quả gặt của tôi Nó sẽ tương xứng với cái nhân Mà tôi đang tiếp tục gieo tạo Mình gieo nhân ác Thì mình phải gánh cái quả ác Nhưng mình không phải gánh ngay có khi phải gánh ngay thì coi như cái tội cực ác phải chịu liền. Giết người phải vào tù khổ sai trung thân có khi tử hình nhưng nếu mình làm một việc ác biết ăn năn biết sám hối thì cái quả nó chuyển hóa dần dần và chúng ta có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi cái quả nghiệp nặng nề đó giống như sư vẫn hay nói gieo một cái hạt giống tuy nó không tốt nó lên một cái cây không được khỏe mạnh nhưng chúng ta đầy đủ ánh sáng tưới nước bỏ phân bón trồng chăm sóc thì tự nhiên cái cây nó tốt lên và quả nó tốt lên còn chúng ta mặc kệ nó thì tất nhiên nó sẽ chết nó eo ọt và quả của nó sẽ hư thối đi cho nên không có định nghiệp có nghĩa rằng mỗi một ngày đều có cơ hội dập tắt đi các phiền não bởi các cái duyên cái nhân chúng ta tác động vào đời sống hôm nay thể hiện qua thân khẩu và ý thưa các vị Đó là cái điều rất thực tế khi nhìn về đạo tràng những người mù lòa trước một câu kinh không biết đọc, lên chùa chưa nói đã chửi, khuyên ăn chay thì nói bộ sư thương mấy con mũi đó hơn con hay sao mà sư không cho đập, đập cho nó chết đi chứ, phải không nào? Nó chích con, con sốt rét, sốt này, sốt kia. Chửi bới là chánh, buồn phiền là chánh. Phải không nào? Làm cái gì cho họ? Họ rất là nhạy cảm, và họ dễ dàng phản ứng bằng những lời nói hành động thô tháo. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy họ, họ cũng trang nghiêm không khác gì chúng ta. Lưng họ cũng ngồi thẳng, có khi còn hơn nhiều người. Và như chúng ta vừa mới nghe họ tụng đọc kinh chú xưng tán hồng danh. Thì như vậy là họ đã gieo tác động những cái duyên và gieo những cái nhân mới tốt đẹp để thay đổi một cái quả báo tuy mù lòa nhưng đời tôi không đau khổ. Các vị đồng ý không? nghĩa là đạo tràng của chúng ta làm cho họ thay đổi quan niệm sống, thái độ sống, thay đổi cả tư duy và do vậy thay đổi cuộc đời. Vậy các Phật tử của đạo tràng thiên quang, Phật tử sáng đó, tức là mình may mắn không thiếu một cái căn nào. Thì mình nhìn cái người mù họ tự chuyển hóa, thì mình chuyển hóa còn nhanh hơn rất nhiều. Lật kinh là đọc, mở iPhone là nghe. Bây giờ cái người khiếm thị mà mở một cái iPhone mà để nghe đó thì họ cũng phải nghĩ tiền đâu mà đóng vào trong cái iPhone này. Đời sống họ khó khăn hơn chúng ta. Mà chúng ta muốn nghe Pháp, chúng ta nghe. Chúng ta muốn mở kinh là chúng ta đọc. Còn người mù mà rị mò mà mở một cuốn sách ra rồi rờ đúng cái trang kinh đó phải mất 15 phút nửa tiếng. Mò đi lấy kinh mà bữa nó nhầm mà không có ai mà cái cái giờ